Rồi, tôi tặng cho ông hai cái máy này nè. Ông cứ ra đây, ông mở ra, ông chứng minh cho tôi cái hàng này, cái men nó như thế nào, nó khác với cái hàng. Ông nói mà hàng brand new nọ kia của ông á, nó khác cái gì, khác thì tôi tặng luôn. Ông cứ ra đây. Còn nếu như mà nó không khác biệt á, thì ông chỉ cần ủng hộ tôi một cây là được rồi. Đây, chứ bây giờ mình cãi tới cãi lui, nó không có ra câu chuyện, hiểu chưa? Đó, 14 Pro, new, chưa kích hoạt nè. 256 GB, tôi đang chia cái mức giá chỉ bằng máy cũ thôi. Đó, tôi không hiểu là cái kiến thức, cái kinh nghiệm của ông đến đâu. Nhưng mà ông lô cái thời 5S ra đây để ông chứng thực đó là tôi thấy ông bị thiếu cập nhật kiến thức rồi. Cái hàng nào cũng có hàng sửa, trừ những cái máy mới chưa kích hoạt này nha. Những cái máy mới chưa kích hoạt này là new 100% luôn. Thì nó chưa kích hoạt, chưa có ai dùng thì làm sao nó có lỗi gì được để mà sửa, đúng chưa? Cái này là 100% rồi, không có trật được. Ông cứ ra đây, ông mở ra, nếu mà khác đừng nói hai cái máy này. 10 cây tôi tặng cho ông luôn chứ đừng nói hai cây, và mình phát livestream trực tiếp luôn để cho cô chú anh chị xem, được chưa? Còn nếu không thì ông ủng hộ tôi cái máy thôi. Chứ bây giờ ông cứ cãi tới cãi lui hoài, ông lôi kiến thức của ông mà tôi nói thì cái kiến thức của ông ở đâu đâu, bao nhiêu chục năm rồi, từ năm S bây giờ là 10 năm rồi á, ông lôi ra ông nói chuyện nó trật lất à. Tôi nói với ông nè, từ đây trở về sau iPhone 1.98 rất là nhiều, ông đừng có cãi tôi. Ông cãi tôi cái này là ông cãi không lại đâu. Tại sao? Tôi là người làm việc mỗi ngày và tôi làm hàng năm hàng tháng. 2002 đến bây giờ gia đình tôi á ở trong cái nghề phone này nè, 2002 đến bây giờ ông biết 22 23 năm rồi. Tôi sợ cái tuổi của ông chưa bằng cái tuổi nghề nhà tôi nữa, mà ông ở đây ông cứ cãi là ông gặp một vài trường hợp iPhone 1.98 là men nó đã bị sửa rồi, đúng không? Thì bây giờ hàng cũ nào cũng có hàng máy sửa hết á, chứ không lẽ hư người ta đi dục, đúng chưa? Thì ông phải là cái người biết nghề như tôi nè, tôi biết nghề, nhân viên tôi biết nghề. Cái quy trình của tôi nhập máy là phải mở men ra coi. Thứ hai nữa là những cái người mà làm hàng với tôi á, nói trước người ta luôn, cái máy của anh giao cho em á, em mở em coi men hết, cây nào men sửa rồi em trả, anh phải chịu phí ship hai đầu. Thứ hai nữa, trong quá trình em mở mà ví dụ như nó có bị cái gì là anh phải chịu trách nhiệm luôn, tại vì em không làm men sửa, đúng không? Mình đã giao quy ước từ đầu rồi đó, thì không có bố con nào mà dám đưa hàng bậy hàng bạ cho mình hết đó. Quan trọng mình có dám chịu nhập giá cao hay không. Còn tôi nói ông cái chuyện phất nhanh phất chậm á, trời ơi, bền vững nó mới quan trọng. Phất nhanh phất chậm cái gì? Nhà tôi kinh doanh 22 tới giờ 22 23 năm rồi mà phất nhanh phất chậm cái gì nữa, ông không hiểu hả? Bởi vậy ông cứ ngồi ở đâu đâu ông phán tầm bậy tầm bạ, không, đừng phán nữa. Ra đây đi, tôi tặng máy cho ông nếu mà ông chứng minh cho tôi biết được cái hàng này là men như sữa, là mình live trên trực tiếp để cho cô chú anh chị xem luôn, đúng không? Hai mặt một lời. Chứ bây giờ ông ở đâu đâu ông cứ vô ông comment, ông chém gió ở trong đây. Trời ơi, tôi thấy ông comment tôi bây giờ rất là nhiều luôn. Mà thật ra tôi nói với ông nè, tôi làm kênh TikTok từ xưa giờ, tôi không chẳng bất kỳ một ai phản biện thoải mái. Tại vì tôi á là tôi nói sự thiệt để cho xã hội, cộng đồng người ta xem và người ta phân tích đúng sai. Mình là cái ngay không bao giờ sợ chết đứng, ông hiểu không? Chứ còn mà tôi nói mấy cái trò tiểu nhân mà chặn người này người kia, tôi không bao giờ tôi chơi. Tại sao trên kênh của tôi rất là nhiều tôi xích? Tại vì tôi thoải mái cho anh em bình luận bàn tán, tôi không bao giờ chặn á.